Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với vlog mới nhất của mình. Thì ở video này mình sẽ nói về cái vô lăng của con Lắc A, thứ mà đã khiến cho mình cảm thấy không thích và có thể nói là hơi ghét một tí khi mà vừa trải nghiệm em nó lần đầu cũng như là sau một thời gian ngắn sử dụng. Nhưng mà bây giờ sau một thời gian dài sử dụng thì mình đã thật sự yêu thích cái cảm giác lái của vô lăng này anh em ạ. Người ta luôn nói là cái gì quen cũng hay. Đấy, thì mình sẽ nói cho các bạn biết là nó hay ở chỗ nào. Mình thì mình nghĩ là bất kỳ ai khi lần đầu tiên ngồi trên con Lắc A này hoặc là lái thử trải nghiệm cũng sẽ không thích cái vô lăng này và luôn luôn chê nó. Thứ nhất là nó nặng. Nó rất là nặng nếu mà anh em vừa mới đi một chiếc xe Hàn có trợ lực điện chẳng hạn, hoặc là nói chung những chiếc xe trợ lực điện khác. Hôm trước thì mình có cái video trải nghiệm về con VF5 cũng như là VF8 ấy anh em. Thì sau khi trải nghiệm hai chiếc xe đó, mình ra lấy xe của mình để đi về thì thật sự là thấy cái vô lăng của con xe của mình nó nặng khủng khiếp luôn anh em. Nó nặng đến mức là mình phải dùng lực nhiều để mình đánh lái luôn đấy. Nhưng mà sau khi lái được một khoảng cỡ khoảng 10 km gì đó thì mình lại bắt đầu trở về cái trạng thái ban đầu là quen và cảm thấy rất là thích. Mọi người cũng biết là mình là một người đi đường trường rất là nhiều. Đấy, đây là cái quãng đường mà mình đi đây. Ngay cả khi xuất phát phải đi ở những nơi đông đúc thì nó cũng như thế này thôi. Có những cái đoạn mà phải đi qua khu dân cư thì nó sẽ đông hơn một tí, nhưng mà thực ra nó cũng không đến mức quá là phải đánh lái nhiều cũng như là quay đầu nhiều trong phố, nên là cái vô lăng này đối với mình rất là bình thường. Đàn ông thì thích cái gì đấy nó thật thật một tí, nặng một tí thì nó mới sướng, còn nhẹ quá thì cũng tất nhiên nhẹ thì đi lâu rồi nó sẽ quen thôi, nhưng mà khi mà đã quen với nặng rồi thì quay lại nhẹ thì cũng không thích lắm. Đấy, cái điểm đầu tiên mà mình thích ở trên con Lắc A này, sau khi mình đã trải nghiệm những chiếc xe vô lăng nhẹ như là VF5 và VF8, đó là cái khả năng trả lái của nó. Người mà lần đầu tiên lái chiếc Lắc A này thì sẽ thấy là khả năng trả lái của nó rất tệ. Tệ ở cách chê không gì để chê hơn nữa luôn. Nhưng mà sau một thời gian mà trải nghiệm thì nó lại rất là hay anh em ạ. Nó trả lái chậm một cách rất là từ từ ấy. Nó nhiều khi là mình phải đẩy thêm thì nó mới trả lái kịp đúng như cái quỹ đạo của xe mà mình mong muốn. Cái đó có thể là nhược điểm dễ phát hiện ra, nhưng mà nó là ưu điểm đối với mình. Bởi vì sao? Mình đã trải nghiệm con VF8, VF5 này thì nó đem lại cho mình một cảm giác sợ khi mà mình lái giống như con Lắc A này. Tức là khi mình đánh lái nhá, mình đánh để cua chẳng hạn, mình đánh 1-2 vòng, sau đó khi mà đến đoạn cua mình bắt đầu trả lái thì mình bỏ hết vô lăng ra luôn, và mình không phải lo về cái chuyện là nó sẽ ngay lập tức ngoặt đàn lái lại, mà nó sẽ vẫn đi theo cái vòng cua, và nó trả lái từ từ để làm sao cho cái bánh nó đi, nó căn cho đúng cái vòng cua của mình ấy. Mình thì mình thấy khá là khó để diễn tả cái này, nên là đây nha, để mình thử cho các bạn xem. Đấy, khi mình đánh lái này nửa vòng thôi nhá, là cua này rồi nhá. Đấy, khi đến đây mình thả ra, nó trả lái chậm đúng không, mình cần hơi ôm lực nhẹ thôi là nó quay về, và nó rất rất là êm dịu. Đấy, tóm lại mình muốn nói là nó cực kỳ êm dịu cho mình khi mình vào cua, đặc biệt là cua gắt. Nó không ngay lập tức trả vèo phát lái, đánh lái quay lại làm cho cái xe bị văng cái đầu. Văng cái đầu thì người ngồi trong xe, ngay cả người ngồi lái như mình này cũng thấy rất là khó chịu. Đây, như đây nhá. Đấy, nó trả lái bình thường và nó không bị văng cái đầu quay lại, bởi vì nó trả lái chậm mà. Mình đã khai thác ra được cái ưu điểm như vậy. Thứ nhất là mình, người ngồi lái, mình cảm thấy yên tâm hơn. Nếu mà cần thì mình sẽ búp thêm một tí lực là được, và mình quen với cái phong cách đấy rồi. Thứ hai là người ngồi trong xe, đặc biệt cái này rất là hay này, người ngồi trong xe sẽ không lo bị say.
bởi vì là nó trả lái chậm và từ từ như vậy thì nó không bị lắc và bị vuốt cái đầu nhiều, cho nên là người ngồi trong xe cảm thấy thoải mái. Khi mà cua cũng không có cái cảm giác là bị văng nhiều, bị trong chành nhiều, nên là không bị say. Tất nhiên là với xe vô lăng nhẹ và trả lái tốt thì cũng có cách để mà làm cái việc đấy, tức là mình sẽ luôn luôn giữ vào vô lăng, kể cả khi mà mình thả cho nó tự trả lái, đúng không, thì mình vẫn hơi hờ vô lăng và kiểm soát tốc độ của nó. Nhưng mà ý mình muốn nói đây là mình quen với kiểu là mình gần như bỏ luôn cái tay ra khỏi vô lăng rồi, và mình thấy thoải mái với cái việc đấy và nó rất là an toàn. Trong khi những chiếc xe kia là mình cứ phải giữ, phải căn cho chuẩn cái tốc độ trả lái của nó thì mới được. Còn không có bỏ hờ hững như là con lắc ai được. Đấy, nói chung là cái gì mà nó có được gọi là nhược điểm thì cũng có cách để mà khai thác nó. Và nó là một cái ưu điểm đối với một cái mặt vấn đề khác. Đấy, khu trong dân cư đông và tắc nhất của mình nó là như thế này đây. Vượt với lắc A này rất đơn giản thôi. Để cho vòng tua nó lên đến 2000 thì anh em không phải lo cái sức mạnh. Từ khoảng gần 2000 trở đi ấy, thì nó rất là mạnh. Đạp phát là dính lưng luôn. Nhưng mà nó vẫn có cái độ hững và trễ delay khi mà vòng tua chưa đến 2000. Đấy có thể nói là đặc điểm chung của những con xe turbo. Ít nhiều thôi. Con này thì mình chưa đi nhiều xe turbo thì mình không dám khẳng định nó trễ ít hay trễ nhiều. Mình thấy nó là bình thường. Khi mình đạp chân ga thì thôi cố đợi đến 1 giây nó lên vòng đua vòng tua rồi nó sẽ thấp đi thôi. Đấy, cái đầu tiên là về cái sự trả lái. Thứ hai là vô lăng nặng. Đấy, dạo này thì mình lại đi tập gym anh em ạ. Chính vì đi tập gym cho nên là mình thấy cái vô lăng này rất là bình thường. Rất bình thường. Mình không nói là nó là nhẹ hay là nặng, mà nó rất là bình thường. Đấy, nó phù hợp với mình và mình thấy thích nó. Chứ bây giờ mà đưa cho con vô lăng nhẹ heo đấy qua đấy lại đấy một tay xoắn các kiểu thì mình không thích lắm. Hôm vừa rồi thì có chạy cả buổi sáng với con VF8 và con VF5 ấy, có video cho anh em xem rồi đấy. Thì nói chung là nó nhẹ quá nên cảm giác nó không thật đấy. Mình thì chưa trải nghiệm những chiếc xe mà anh em nói là cảm giác lái hay. Nhưng mà đối với chiếc có lái điện công nghệ như là mấy con xe điện thì mình nghĩ là nó không thua kém nhiều đâu. Chẳng qua là nó nhẹ và mình không thích cảm giác đấy thôi. Cứ đẩy một tay, đẩy này. Nó không thật lắm, mình cứ phải hai tay. Hoặc là lúc nào mà trên cao tốc ấy, mà hơi mệt một tí thì có thể cầm như này đấy. Và nó rất là chắc, đặc biệt là con này mà vô lăng nặng này mà đi nhanh thì cảm giác rất là yên tâm. Có nhiều cái người đánh giá xe ấy, người ta có nói là cái sự phản hồi cũng như là cái cảm giác với mặt đường rồi thì các thứ thì mình không quan tâm lắm. Cơ bản vì mình đánh như nào nó nghe lời như vậy là ok rồi. Và nó không có độ trễ khi mà mình vặn cái vô lăng này. Và đối với lực của tay mình thì mình thấy vừa. Không hề mỏi cũng như là không hề khó để mà đánh lái di chuyển các hướng của mình mong muốn. Đấy thế thôi. Đây là hai cái điểm mà mình thích ở trên con Lắc A này hiện tại, mà ngày xưa mình ghét. Đấy, sau khi quen thì lại thích. Mà mình muốn nói với anh em ở trong video này. Đấy, thậm chí nó còn chưa lên 2000 vòng phút cơ. Đã vượt xe rất là an toàn và đơn giản rồi. Nếu mà đạp sâu chân ga hơn thì chắc chắn nó sẽ lên cao hơn. Nhưng mà mình nghĩ là tầm vượt như thế thôi nó mới an toàn. Chứ chạy nhanh quá thì lại phanh gấp thì nguy hiểm lắm. Đấy, mình sẽ có khoảng 1 km nữa là đi đường đông kiểu như vậy. Đoạn đường này có lẽ mình đi qua và quay cũng khá nhiều trên một số video rồi.
Giờ này là toàn các công nhân viên chức người ta đi làm. Anh chị em công nhân xây dựng chẳng hạn, hay người buôn bán. Đây là một cái cảnh quen thuộc của những cái vùng ngoại ô. Đường xá bây giờ cũng rất là đẹp rồi. Hai điểm mà mình ghét, còn những cái ưu điểm ngày xưa từ trước giờ mình không chê của con vô lăng này, đó là khả năng đánh lái chính xác. Đánh lái chính xác những gì mà mình mong muốn, mặc dù đây là một chiếc xe rất dài, to và dài. Trả lái rất êm dịu luôn. Mình chỉ cần đẩy thêm một tí nếu mà mình cần. Ở những nơi như vậy thì người ngồi trong xe sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu. Có một điểm nữa đó là vẫn liên quan đến cái vô lăng cũng như là trợ lực của con này, trợ lực dầu. Đó là cái tiếng kêu, tiếng kêu oe. Những anh em nào mà lần đầu sờ đến xe ấy, mà nghe thấy thì cũng hơi thấy ghê. Nhưng mà mình thì đã xem cái review về chiếc xe này trước đó rồi, nên là mình bỏ qua luôn. Tiếng nghe rất là to ở đầu xe này. Đấy, khi mà mình mỗi khi mình chạm vào tay lái vào cái vô lăng thì nó sẽ kêu, kêu e rất là to. Nhưng mà khi ngồi trong xe như này thì không nghe thấy, do là cách âm của con này rất tốt. Chỉ khi mở cửa kính xuống thì hạ cái cửa kính hai bên này xuống nó mới kêu thôi. Thực ra có tiếng e một tí cũng không sao. Nó giống như là cái tiếng xe điện đấy, đạp ga của xe điện đấy. Dự báo thời tiết báo là tuần này mưa, thì chắc là mình sẽ đi xe ô tô cả tuần thôi. Tuần trước mình đi xe máy cỡ 2 ngày và đi ô tô 3 ngày. Do là lâu lâu không đi xe máy thì cũng chán. Anh em biết là mình là một người đam mê xe côn tay mà. Lâu mà không vác xe ra đi cũng chán. Và thêm vào đó là mình cũng tiết kiệm được một chút. Nói chung là không nhiều. Chắc 1-200 nghìn gì đó một tuần. Đi con WinX thì một lần cả đi cả về của mình cỡ 50.000. Đi con Lắc A này với cái mức tiêu thụ nhiên liệu và cái mức đi của mình ấy thì nó cỡ tầm 5 lít thì tầm 120-130 gì đấy, 130.000. À đó 140 chứ nhỉ. Giờ 25 rồi mà. Đợt trước 22 thì có thể là 130 nhưng bây giờ là 140 gì đấy. Đấy, cho cả đi cả về một ngày. Nếu mà tính ra thì cũng khá là tốn kém nếu mà đi cả tháng. Một tháng đi làm cỡ 24 công như bình thường đi, 25 công đi. Đấy thì nó sẽ rơi vào khoảng hơn 3 triệu. Cái gạt mưa này cũng rất nhiều anh em chê này, nhưng mình vẫn để zin. Mình cũng chẳng có lý do gì mà thay cả. Chỉ có cái kính này nó hơi mờ một tí thôi. Khi mà có nước mưa liên tục và cái gạt này nó gạt xong một lượt ấy, nó bắt đầu có hiện tượng mờ. Nhưng mà đi một tí mà nếu gạt không gạt tiếp ấy, nó sẽ hết mờ. Nhiều anh em bảo mình đây là do ố kính, nhưng mình không nghĩ như vậy. Tại vì mình thấy trên một vài chiếc xe khác mình đi ấy, hoặc là mình ngồi đi taxi các thứ ấy, thấy nó cũng giống như vậy mà. Chỉ có điều là gạt mưa của người ta êm hơn, nó không biết kêu thôi. Khi mà đi trên cao tốc như vậy ấy, vô lăng của Lắc A thì mình cảm thấy rất là tự tin và tin tưởng 100% luôn. Mình không biết là cái sự phản hồi từ mặt đường lên và vô lăng đối với những cái xe mà phản hồi nhiều ấy, nó như nào. Nó có giống như, ví dụ giống như xe tải không? Nhưng mà mình nghĩ là kiểu phản hồi nó giảm bớt một chút. Như con Lắc A này là cái phù hợp với mình và mình thích như vậy. Phản hồi từ gầm từ con này đã là đủ rồi.
để mình cảm nhận được cái mặt đường rồi. Không cần thiết phải vô lăng quá là phản hồi quá là nhiều. Phản hồi nhiều quá thì đôi lúc nó lại mang lại cho mình cảm giác ví dụ như là tê tay chẳng hạn. Đấy. Thì lại bị chê là nó bị rung và tê tay. Nhưng mà trong trường hợp phản hồi ít thì lại bị chê là xe có cái vô lăng phản hồi kém. Nói chung là mỗi người có một cái suy nghĩ và một cái mốc để mà đánh giá riêng, nên là rất là khó là nói nên là nó phù hợp với ai và phù hợp như nào. Tốt nhất là anh em cứ phải trải nghiệm một thời gian. Như mình đây, mình đã trải nghiệm em này gần một năm nơi rồi. Thời gian chưa được một năm, mình mua hồi tháng 3 và bây giờ đang là tháng 9 thì cỡ 6 tháng. 6 tháng là đủ để trải nghiệm em nó qua rất nhiều địa hình, rất nhiều điều kiện đường xá đi lại, và mình gần như đã hiểu hết được con xe này rồi. Thực ra nó là một con xe không có quá nhiều công nghệ, chỉ có 3 cái giải trí đơn giản với lại mấy cái chế độ bình thường thôi. Thật chứ mình cũng có cái, thậm chí cũng có cái mình chưa dùng hết của con xe này đâu. Ví dụ như là chế độ đỗ xe này là chỉ có một bên đèn sáng ấy. Đấy, mình chưa dùng đâu. Nhiều thứ khác nữa. Nó không cần thiết lắm. Nên là mình nghĩ là có thể là nếu mình mua bản Plus hoặc mua bản Premium ấy, của chính chiếc Lagar này thôi, mình đã không dùng hết rồi. Tất nhiên nó sẽ có một cái hay hay, ví dụ như là cái cảnh báo vượt ở bên cái trụ A này này, hoặc là cái cam 360 thì rất là tiện. Cái đấy thì không gì để nói rồi. Nhưng mà sau một cái thời gian dài mình trải nghiệm em nó, nhiều điều kiện đông đúc, đường chật đẹp cũng có rồi, chỉ có chưa đi địa hình thôi, abroad thôi. Nhưng mà mình nghĩ là mình cũng sẽ không đi off-road chiếc xe này đâu. Đưa nó lên đồi núi thì xót xe lắm, khả năng một đi không trở lại luôn ấy. Nó không phù hợp. Bây giờ xe của mình đi được 6.500 km rồi, thì cỡ tầm một tháng nữa thì mình sẽ đi bảo dưỡng tổng thể chiếc xe này lần đầu. Và hôm đó thì mình sẽ làm một cái video xem là phụ tùng bảo dưỡng như nào và giá phụ tùng làm ra sao nhá. Rất nhiều anh em yêu cầu mình nhưng mà mình chưa đến cái kỳ bảo dưỡng lần đầu nên là chưa làm được. Con Lagar này nó lại hay cái giống xe Đức, là khi mà mua xe về đi một năm rồi mới phải quay lại bảo dưỡng cơ. Tức là người ta sẽ không cần kiểm tra bất kỳ thứ gì từ khi bán ra đến cái khi mà bảo dưỡng lần đầu thì mới cần kiểm tra lại khi đạt cái mốc của người ta, chứ không phải là như một số hãng xe của Nhật là đi 1.000 cây là phải quay lại, một tháng đầu tiên là phải quay lại này đại lý để mà kiểm tra, quay lại đại lý để kiểm tra. Còn với xe Đức thì 8.000, và sau đó thì cứ mỗi năm đến 8.000, sớm được mà đến 8.000 được là chúng ta đã quay lại bảo dưỡng một lần. Và mốc lớn của con này là 24.000, tức là cứ 3 lần bảo dưỡng là một mốc lớn ấy, thì sẽ rất tốn kém. Nhưng mà mình chưa trải nghiệm bảo dưỡng nên mình cũng chưa có cái thông tin để mà gửi đến anh em, nên không dám khẳng định bất kỳ thứ gì. Đoạn này làm đường mới đi sướng thật. Một con xe sedan mà đi ở mấy cái đường kiểu như là vừa mới làm xong này, nó nhám, nó bám, đánh lái sướng phê. Qua những cái đoạn mà nó gập ghềnh như này mới sợ thôi. Thường thì những cái hơi nhám nhám trên đường này thôi, nhô lên do đường bị sửa. Đây này, em có nhìn rõ không? Đã làm cho mấy con sedan cảm giác rất khó chịu. Đường phải bằng phẳng hoàn toàn, đi sướng như siêu xe. Đấy, thanh niên này đi xe máy vào đường cao tốc nha.
không biết phải công nhân làm việc ở trên đường cao tốc hay không, nhưng mà đi như này là không được rồi. Thường thì công nhân sẽ có 2 người đi trên một xe. Đi một mình này nghi lắm. Xe mình hiện tại đang báo còn đi được 691 km. Và quãng đường mình đã đi đấy là 372 km rồi. Trong một lần đổ đầy bình xăng rất ảo đúng không? Hơn 1.000. Mình sẽ cố đi cái bình xăng này dần nhẹ nhàng chân nhất có thể, để sau cuối cùng quay cho anh em xem là nó có thể đi được tối đa bao nhiêu với cái mức ga nhẹ nhàng và đi được cao tốc nhiều như thế này. Ngày hôm kia, tức là lần hôm qua mình đã đi 100 cây rồi nhá, 90 cây rồi. Nhưng mà ngày hôm kia nó vẫn đang báo là đi được 725 cây. Trong khi hôm qua đi được gần 100 cây rồi. Hôm nay vẫn báo đi được 691 cây. Đảo ma Canada thật sự luôn. Lên tăng tốc, bứt tốc một chút. Hôm qua là mình có tăng tốc khá là nhiều đoạn. Nếu mà nói là đi xe nhẹ ga thì cũng không đúng lắm. Mình tăng tốc toàn đạp kịch ga rồi cho nó phê ở trên cao tốc này. Tất nhiên là mình sẽ không vượt quá tốc độ cho phép rồi. Đôi khi nó hơi chiếu lên một tí thì mình sẽ hạ xuống ngay. Tăng tốc để mà vượt xe rất là hay, như là chơi game ấy. Tất nhiên là game này chỉ có một mạng thôi. Đấy, như đây 80. Lái trên cao tốc thì phê lòi luôn. Bất kỳ ai đã từng có một trải nghiệm qua với chiếc Lada này thì cũng nói là đi trên cao tốc của nó rất sướng. Nếu mà nói là đi ở cái đường đông đúc rồi cua nhiều ấy thì sẽ thua xa với những con Beam là tiền thân của chiếc xe này. Nhưng mà trên cao tốc thì cái cảm giác mang lại chủ yếu nằm ở cái khung gầm và động cơ. Nên là theo mình ấy, thì nó phải cỡ tầm 90 đến 95% so với Beam 5. Nếu nói về cảm giác cách âm, khung gầm, động cơ, đây là những cái cảm giác chính mang lại sự êm ái ở trên đường cao tốc này. Thậm chí cách âm nhiều người còn đánh giá tốt hơn cả mấy con Mac E cơ mà. Tất nhiên Mac E đầy cũ, nhưng mà đầy mới, xe mới nữa thì chưa chắc. Rồi đến khu vực đông đúc rồi. Thì vlog này mình nói chủ yếu về chiếc vô lăng và những cái điểm mà mình cảm thấy mê sau một thời gian sử dụng. Thì anh em cảm thấy như nào? Muốn mình trải nghiệm thêm gì không, hay nói thêm về vấn đề gì không? Hãy comment cho bên dưới nhé, để chúng ta cùng nghiên cứu, thảo luận cùng nhau. Anh em có thắc mắc gì thì mình sẽ trả lời cho anh em. Đặc biệt là những anh em đang thích chiếc Lada này và có nhu cầu mua nó chẳng hạn, cần làm thêm về chủ đề gì liên quan đến Lada hay VinFast thì cứ comment xuống nha, mình sẽ làm video trả lời anh em. Bất cứ khi nào mà mình có thời gian rảnh và mình có khả năng làm video được thì mình sẽ làm. Hôm nay trời mưa nên là mọi người dậy đi làm rất là đông từ sớm. Đến cầu Nhật Tân rồi. Rồi, xin chào anh em nhé. Hẹn gặp anh em những video lần sau.